Uhm. mẹ thế tự nhiên từ một cái cái nội dung cái thằng em nó hỏi thế là lại xa đà vào cái vấn đề trăm cây thực ra là kiểu lâu lâu mình không trả để ý cái vấn đề mà mà tư vấn cho các bạn cái vấn đề trăm cây ấy tại vì nói thẳng ra là các cái vấn đề này thì các cái bạn người ta tạo nội dung ở trên mạng ấy còn tôi nó thật ra là chuyên mục của mình là chuyên mục ví dụ như là làm thương mại hoặc bán cơ thì chia sẻ nó ấy hơn Chứ còn các ông xem tôi về vấn đề trăm cây Mới cả thế nọ thế kia thì nhà các ông được có mấy cây đâu Trăm thì trồng uh, kể cả tôi có tư vấn cho các ông là trăm cây như nào trộn giá thẻ ra sao Xong rồi uh, tưới như nào cho ăn như nào nhưng mà nói thật ra là đến nhà tôi còn có mấy cây tôi còn chả bao giờ tôi cho ăn <laughs> ở cố Có thi thoảng cơm thừa canh cạn là tôi cũng cứ đổ cơm ra đấy Thì cũng đơn giản đấy mà Trăm cây này tôi ở nhà hầu như là có mỗi mọc kiểu đánh về thì những cây mới đánh này gọi là nó lại khác biệt giữa cái hàng đánh thẳng và hàng đôn đảo thế là mộc này hôm ấy là về là là con cái thủy nó không tưới xong rồi mình bị ốm thằng việt anh nó hỏi thế mày ở đâu hôm ấy tao bảo tao ốm như thế nó còn mà bảo mày ở đâu cứ như là là chồng là phải làm hết các việc ấy thế là hôm ấy nó vẩy 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 này xong rồi bị nữa là cái gió 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 bắc ấy gió bấc nó cào thì ông thắng này bảo làm gì có gió bấc mà đã đến thế nọ thế kia không nhưng mà anh em thì bảo là đấy là gió bấc thì tôi cũng chỉ biết là gió bấc nó cào cây nó bị chết chứ còn cây trên chậu của tôi ít khi chết lắm. À. Chết thì có các lý do là ví dụ như là cái các bạn hay gặp tình huống là chết là do là các bạn uh, mưa các bạn không để ý xong rồi đất nó không thoát nước. Thế nó úng thì nó thối cây thối rễ thì nó chết. Ngoài ra thì có những nhà vườn vẫn chết cây bình thường. Thì nó đến giai đoạn chết thì nó chết chứ chứ bắt nó sống mãi với các bạn à. Còn vấn đề mà cho uh, thì hoa hồng này tôi phải nói thật cho các bạn là hoa hồng là cái cái mà nó nó cầu kỳ nhất nó khó chăm nhất nó thế nọ thế kia thế kia nhất còn trồng với các bạn ở, ở địa phương các bạn ấy thì cả nhà các bạn cả nhà cả cửa có một hai hai cây nhưng mà cây còn trả được như thế này cơ cây nó chỉ như thế này này cây nó chỉ được như này này nó, nó được như này này là Nà, các cái hàng mà ở đây gọi là rẻ tiền ấy tôi nói thật ra là các cái hàng này bán cho công trình thì được ví dụ như công viên người ta mua vài trăm cây hoặc là một nghìn cây nó mình không bán các loại này thì nói thật ra là các bạn có một cái chậu này các bạn đã rất là quý rồi à, ở trên cây nó đâu đó khoảng tầm đếm sơn một không bán nha nhưng mà cứ cứ chia sẻ đây ví dụ đếm cái cây này cho oai này mình quay cái này nhưng mình không bán nó phải nói thật thôi tí nó con rời này tí nữa lại lên này bảo mày quay mày không bán thì mày quay làm mẹ gì nhưng đại ý cho các bạn biết là với bọn tôi thì bán những nói chung là đến cái giai đoạn này rồi giai đoạn này cũng lớn rồi thế là bán toàn những cây như này này À, nhiều bạn ví dụ như các cái loại bịch bịch hơn trăm 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 này này tám chục một trăm hơn trăm này. thì bọn tôi bán số lượng ví dụ như tôi là bán số lượng chứ không bán ấy nhiều anh chị năm ngoái mua cây của mình mới thế loại đấy kia mua từ cái thời mình chưa lớn này thế là để em định vị để để anh chị đến mua cây 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 em đẹp quá mình cứ tưởng là cây này định vị đến mẹ tiếp 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ mua được hai bịch này thế là vừa rồi cũng gọi đi ăn thế là tôi mới bảo là nếu mà anh chị mua cái hàng bịch này về xuân quan xong rồi uh, nhìn xuống đường ấy thì đẩy Đấy, có thể kéo mẹ dẻo mồm kéo chỉ năm chục thôi còn rẻ hơn cả tôi <laughs> Nhưng mà ít lắm, đấy là nói thật ra là ít 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 lắm, dẻo mồm kéo người ta cảm giác người ta làm phiền quá ấy. Mẹ cứ ngồi ị ở vườn người ta 3-4 tiếng đồng hồ thế người ta thôi, thôi thôi, Mày bê thì mày giả tao bao nhiêu cũng được, năm chục một bịch được Nhưng ít lắm, còn cái hàng này kiểu tôi nhận giá là bao nhiêu để tôi xếp công trình ấy Nhưng cái thủy bây giờ nó nắm được cái giá hơn À đây đếm như cho các bạn nhá. Ở nếu mà như tôi mà tôi bán cho các cái khách mà bây giờ người ta có tiền này thì nói thật ra là bán cây này người ta bảo là người ta không mua. Nhưng mà tôi sẽ vẫn tí sẽ vẫn giới thiệu tôi ví dụ như bây giờ bán là bán những cái cây như này này. Thì tôi phải nói thật cho các bạn là ví dụ như với các bạn mà nói thì ở nhà có cái cây như này này. Tôi không có ý là khi thường thu nhập thấp hay thu nhập cao nhá. Nhưng mà đại ý là khi chúng ta lớn lên này thì khách hàng của chúng ta là lớn. Thế là là người ta có tuổi, người ta có thu nhập ấy người ta không không mua các cái loại này Thì tôi biết là cái phân khúc khách hàng của tôi như thế cho nên là Đây các cái mầm dọc vọc dọc thân thì các bạn Hất nó đi hoặc bẻ nó đi Thì các bạn đếm này hai này Đi đếm bông Bông này tàn rồi nhá ba bông này Dự trù đâu đó cây này hai hơn 20 bông ba bông này 4, 5 này Đấy, Một nụ lên này này Cứ cho cái này 6 nhá Cứ cho năm rưỡi cũng được Nhưng 5 này 6, 7, 8 này Ôi mẹ phải 30 bông Thế cho nên nó bảo là cái cây hoa hồng to mà mấy chục triệu kia mấy trăm bông thì các ông không tin Mẹ cái cây bé tí này nó bao nhiêu bông rồi 2, 4, 5, 6, 7, 8 bông này 9, 10 này 13 này 13 này 14, 15, 16, 17 này 18, 19, 20 này 21 này 22, 23, 24, 25, 26, 27 này Đây là nguyên chỗ này đã 27 nữa. Đây này 3 lụ này 27 này 28, 29, 30, 31 này Mẹ 40 bông Đấy, nguyên cây này 40 bông còn các cái này là không xén nhá. Khi các bạn xén vào một phát nó để nở đồng loạt. Cây này là cây đẻo. Cây này nó 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 lung tung. Tức là có bông tàn bây giờ có những bông nó đang nở, có những bông nó nụ. Đấy, cho nên là ừ, có bán nhưng mà phải chờ thằng cu em là hôm trước nó đảo thì không biết là nó có ấy không. Hôm trước là là nó đảo thì không biết là nó nhận khách hay không thì đang hỏi nó. Chờ nó trả lời đã nó cứ dục là anh thanh lý cho em đi nhưng mà đến bây giờ khi mà tự nhiên có khách bảo là mua một cây là thể nào nó cũng phẹt được giá đấy cái hôm đầu tiên tôi thanh lý thì nói chung là kiểu mình không không ấy này giống như kiểu như này này như là một cuộc dạo chơi thôi cũng không nặng nề việc bán này nhưng chờ thằng cu em nó báo còn nói chung là với bọn tôi thì kể cả như hoa hồng này nó có đắt hơn khoảng tầm 1 triệu 2 triệu nhưng với các ông mua cái loại này khéo ở trên mạng là hai chục triệu tôi nói thật Tại vì cái người mua ấy, người ta không so đo như các ông đâu Các ông chỉ mua, nhiều khách thì cũng chỉ mua được những cây như thế này thôi Ở đây thì tùy theo từng nhà bán thì tầm 80 đến 100, 120, rưỡi bao nhiêu đấy Đã ý là phải bảo cái thủy thì nó mới báo giá chính xác được Nhưng các cái hàng này chúng tôi chỉ bán số lượng lớn thôi Như, tôi với cái thủy ấy Còn nếu các bạn muốn ấy thì cứ xuân quan phẹt xuống Khéo không còn xin được ấy Nói đùa vậy thôi không ai cho Nhưng mà đôi khi là các bạn có thể là mua những hàng bịch này nó rẻ rẻ kéo rẻ hơn tôi tôi báo ấy hoặc cái thủy nó báo ấy nhưng mà bình thường bọn tôi bán là chỉ cho công trình thôi chứ không bán lẻ đấy cho các bạn biết là là như thế đây là đếm này rất nhiều bông này với các bạn thì có một có một chậu như này đã là mãn nguyện rồi còn một cái cái trông như thế này thôi nó nếu mà đếm ra nó phải 40 bông đấy còn những cái cây to này thì nó nhiều bông lắm những cái hàng này này không phải ai cũng bán và không phải ai cũng bán được ví dụ như em tôi ở Việt Nam có quay cây này thì chắc là phải đợi cái cái công lực nó cao lên mới bán được chứ khách người ta chưa tin khách người ta chưa tin và cái thứ hai là mới làm thì đầu tiên là ví dụ như là bán từ hàng bé thi thoảng thì có đá đưa cái hàng to này nhưng mà chờ để gặp khách như thế này thì người ta là người có tiền người ta cũng chưa tin những cái bạn ví dụ như các bạn đang thu nhập các bạn đang thu nhập 5 triệu thì các bạn nói chung là vớ được những cái người thu nhập trăm triệu là nó cũng khó nó không đủ đẳng cấp để nói ngày xưa tôi cũng vậy ví dụ thu nhập tôi thấp hoặc là kiểu kiểu mình toàn tiếp khách những cái khách mà mà công trình hoặc khách khách mua những cái chậu như này này thì tự nhiên có những người người ta hỏi cái này thì mình lại bảo mẹ ơi anh ơi, anh đừng mua cây này làm gì đắt lắm cái này anh trồng cái loại này thêm 3 năm nữa thì được như thế này thôi mà thế nọ thế kia ấy nhưng mà bản thân cái người người ta có tiền người ta không chờ được cái ba năm ý đấy tôi tôi nói là về 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 sau là em tôi yêu Việt Nam sẽ hiểu đây này đấy các bạn mà nhà có một cái bịch như thế này đã rất quý rồi chứ chưa nói những cái cây, cây to còn đại ý nói sơ qua về các bạn là là với các bạn thì nhà cửa sẽ có một hai bịch như thế này còn cái việc mà chăm cây thì tôi cũng chả giấu thì các ông ờ, cái đầu tiên là cái giá thể mấy cái thứ hai là cái 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 um, cái tư đầu tiên là đất thì cái giá thể đấy xong rồi tưới xong rồi cho ăn định kỳ xong rồi xén và vít đấy cách làm Đấy còn trăm cây thì cứ chăm ở cái địa phương các bạn Nhà các bạn chỉ có một hai bịch hoặc 3, bốn bịch cái, cái loại này thì nhà các bạn có thể có chục bịch hoặc là chục cây như thế này Như cái loại này thì có hai ba cây Thì các bạn trồng ra thì trồng dưới đất thì nó tốt hơn là trồng bịch Đấy trồng chậu, à trồng dưới đất thì đã tốt nhất Trồng dưới đất thì có thể là 5 ngày, 7 ngày các bạn không tưới cũng được Dễ nó tự hút, hút nước, tự tìm chất dinh dưỡng ở dưới đất này này Còn nếu các bạn cho lên chậu thì cái dễ nó chỉ quẩn quanh cái chậu thôi thì các bạn phải tưới và cho ăn đấy còn nếu các bạn trồng dưới đất thì có thể là các bạn lười ăn lười cho ăn hơn đấy giữa cái hàng chậu và hàng dưới đất nó lại khác nhau nhá à, cây dưới đất thì ví dụ như là cùng thời điểm trồng thì cây dưới đất tức là cây dưới đất hẳn đấy chứ không phải cho vào bịch như này xong rồi chôn như này đâu chôn như này thì nó vẫn là hàng cốt bịch nhưng mà trồng kiểu lửa vời như này thì làm cảm giác là là cái cây nó khi có gió máy rồi thế nọ thế kia thì nó không bị đổ ấy đấy và cũng có ăn gian là cái cây này nó nó dễ nó vẫn ăn ra nếu ăn ra thì cứ cho nên ví dụ như cây này mà trồng ở đây khoảng 2 năm một phát là khi mà ấy là không phải là đánh mà phải đánh rộng tít ra ngoài này nhưng mà vun vun đây cơ còn dễ ở đây nó ra nó không có nhiều nói chung là giữ được cái 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 ấy này cho ăn cho yếc thì được cứ phân viết các thứ thì nó không tràn ra ngoài còn bình thường là anh em sẽ trôn đến tận đây này trôn xong thì khi nào ấy là đại đánh cái bầu nó rộng ra hay rộng ra đai cái cái bầu mấy cái cây như này là cũng ấy được còn sơ qua cho các bạn đấy là cái cách chăm sóc. Cách chăm sóc thì uh, cũng không có cái gì cả. Trồng như cây bình thường thôi. Nghe trên mạng thì là 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 phải thế nọ thế kia, phải chôn uh, trứng với cả chôn chuối với thế nọ thế kia nhưng mà không không ấy. Hoa hồng thì được cái là nó như thế này này. Đây là nói về hoa hồng thôi còn các cái loại ví dụ như các bạn mà không không chăm được hoa giấy với các thứ thì là là các bạn không chăm được cái gì cả. Nhưng mà hoa hồng đây thì nói chung là nó là cái dòng kỹ tính nhất cho đến nay của các cái dòng cây cảnh nói chung ấy. Nhưng mà đến cái mùa này này Từ mùa thu sang đông với bên, bên tầm này trở đi này Xong rồi qua Tết Nó sẽ bị hạn chế nhất là 3 tháng mùa hè Cây nó muốn đẹp cũng khó khó mà đẹp được Các bạn chăm nó phải kỹ lắm Nhưng mà thời tiết nó nắng nóng nó Cái form hoa nó không chuẩn được Đấy là hoa hồng là ấy nhất Còn à, nói chung là với nhiều người mà đam mê nó chưa đủ lớn Thì sẽ có cái nhìn nói chung ra là là hoa hồng khó lắm Thế nọ thế kia nhưng mà tôi phải nói thật cho các bạn là với nhiều người người ta thích hoa hồng ấy, nó người ta dành thời gian rất nhiều cho nó cho nên là người ta chăm còn đẹp hơn cả anh em chúng tôi làm ấy, thật. Các nhà vườn ở đây nó tôi có nhiều khách ra người ta chăm hoa hồng kể cả hoa hồng ngoại luôn, đẹp kinh khủng luôn. Ở đây các nhà vườn còn không bằng. Nhà một ngày ví dụ như chồng nó nhốt ở nhà là chỉ có dành thời gian cho cây cối mấy cái thứ ấy. Nhưng mà cái cái đam mê của người ta người ta thích cây và người ta thích hoa hồng thì nọ thế kia. Còn bản thân các bạn mà ví dụ như trồng hoa hồng nhưng mà cả năm trời chẳng ngó ngàng gì tưới chả tưới thì nó chết là điều hiển nhiên còn làm cái gì cũng thế phải có niềm đam mê nói với những ông không đam mê thì nó khó lắm đây phụ hoa hồng đây còn chăm sóc thì đấy tôi nói đơn giản thôi mà các bạn có cái hoa hồng này thì các bạn trồng cây nếu mà trồng ra đất ấy các bạn trồng cây ăn quả của các bạn ví dụ như bơ biết các thứ rồi mít biết các thứ như thế nào thì các bạn cứ trồng như thế cho tôi đừng có xem trên youtube là phải chôn trứng với thế nọ thế kia nó nó cũng không ấy đâu mà mặc dù là có chăm sóc thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn nhưng mà nếu mà bình thường mà các bạn mà bảo là nếu mà trồng dưới đất này mà nó kiểu kiểu dạ dạ mà có tôi nói thật ra chia sẻ cho các bạn là ngày xưa ở trong các hội ấy, là các cái chị em ở trên thành phố ấy về nông thôn mà nhìn thấy tiền thì không nhặt mẹ nhìn thấy phân là phải đỗ từ xa phân trâu phân bò ấy <laughs> mẹ người ta nhìn thấy phân từ xa cũng chụp nên là hội đấy chứ không phải không chụp đâu mẹ là nhìn thấy phân là đỗ từ xa cứ đang đang đi nhá thấy tiền là đi ô tô luôn nhưng mà thấy phân một phát là xe đến kia là đỗ xuống xong rồi lấy túi xong rồi xuống hót phân mang về nuôi cây <laughs> ờ, tôi nói thật đây không phải nói điêu đâu cái đoạn 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 này không phải câu view đâu còn đôi khi chúng ta dựa vào cái phân thì thực ra là như cái thức ăn thừa ấy cơm thừa canh cặn là các bạn áp dụng được đấy và đúng theo khoa học thì cơm thừa canh cặn nó nó chính là cái phân hữu cơ các bạn dùng cái để các bạn chăm cây cũng được Còn sơ qua cho các bạn thì hôm nay nói về cái vấn đề chăm cây thì Tôi bảo thật cho các bạn là là các bạn áp dụng mấy các cái loại cây của các bạn như thế nào thì hoa hồng nó cũng như thế có mỗi cái giai đoạn mùa hè ấy là nó bệnh tật mấy các thứ này bệnh tật nhiều nhưng ở nơi các bạn thì chắc là là cũng ít nó không 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 như ở đây đấy còn về giá cả mấy các thứ thì như cái dòng này thì, thì tôi tôi cũng chả biết cái thủy nó bán cho các bạn bao nhiêu anh thì lúc trước khách này bảo mua hai cây Đấy không? Đi đi bộ lên trên kia còn rất nhiều Hôm nay đi quay hoa hồng cũng được Nó có cái kỷ niệm mà mình cũng nặng 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 lòng với bọn hoa hồng này Mình nợ nó cũng rất là nhiều Bước chân vào cái thị trường hoa cây cảnh này cũng từ hoa hồng này Cho nên nhiều khi là là anh em ví dụ như là không ấy Thì cứ nghĩ là chăm hoa hồng là phải thế nọ thế kia Nhưng có cái mẹ gì đâu Đến cái mùa này thì phần đa là nó tự đẹp Còn đối với các cái bệnh hoặc thế nọ thế kia thì tôi bảo rồi Thuốc thang thì ở nơi các bạn chụp Xong rồi uh, uh, Ra các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật gần nhất Phun Còn nếu mà tôi mà có lời khuyên cho các bạn thì các bạn nên tìm hiểu cái vấn đề ví dụ như cây nó bị bệnh gì Chỉ thì các bạn ngắt hết hoa đi xong ngắt hết lá đi Còn mỗi cành thôi Xong rồi lần sau thì nó lại phun nọc phun lá này bình thường Các bạn phun nó nó mệt Nên kia cái vườn hoa hồng trên kia của ông Trương cũng rất là đẹp Đi đi bộ tí cho nó khỏe chân ở đây thì thực ra là 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 phun phóng thì nó không sao, nhưng ở nơi nhà các bạn mà các bạn phun vào nó ảnh hưởng đến con cái, ấy, ảnh hưởng cái môi trường, hàng xóm năng giềng hoặc phố khu phố ấy. Ở trên trên Hà Nội ấy, mẹ đi phun à phun một hai cây hoa hồng nó ảnh hưởng đến hàng xóm như có phải là tùy ý mà phun đâu. Cho nên là phun thuốc rồi bảo vệ thực vật mấy các thứ nó có phải là nghe tôi xong rồi bảo phun thuốc nọ phút kia là là mình mình tư vấn cho các bạn đâu phun nó ảnh hưởng còn bình thường nếu mà họ ná à, hoa hồng nó bị cái bệnh trĩ hoặc là thế nọ thế kia ngắt hết hoa ngắt hết ná đi tuốt sạch còn à, dẹp sáp thì các bạn cũng bảo là đấy thuốc thì tôi bảo là thực ra là với bọn tôi thì phải phun còn với à, bố ông Việt Anh thì à, bố ông Việt Anh nó quét vôi cái vôi nhưng mà nếu mà ở trên ngọn trên yếc này thì các bạn có thể là dùng cái nước rửa bát nước rửa bát hay là dầu hay là xăng gì đấy phun thì ít nhất là dầu mới xăng với cả cái nước rửa bát thì nó cũng đỡ hại hơn này là 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 thuốc thuốc trừ sâu đấy còn làm cái gì cũng thế đi vào chuyên môn thì nó khác như mẹ đi chia sẻ cho các ông mất thời gian của mẹ lên thật chia sẻ mệt lắm. đấy cũng vít như như ấy này có cái gì mà vẫy đây <laughs> đấy vào đây này gặp hạ bạn... anh em lại bảo là vẫy vẫy Ấy không biết có bán rẻ được không đây. Nhau là... <laughs> theo quý, để từ từ vào đây để xem xem có cái gì hay hay không. Hôm nay đang nghỉ đang xem xem thị trường hoa hồng thế nào.